Xin chào các anh chị khách hàng, các nhà đầu tư. Clip này Tâm sẽ giới thiệu với anh chị một số cái sản phẩm có cái giá rất là rẻ, sản phẩm nhà phố và liền kề. Nhưng mà ở thời điểm này thì những sản phẩm này thì vẫn rao đâu đó khoảng 1-2 tuần, cho đến một số thì cũng là 1 tháng, gần 1 tháng vậy, nhưng mà vẫn chưa giao dịch được. Clip này thì nó không giống như cái sản phẩm ở clip trước, những sản phẩm mà có giá 800, 850, 900, 950 thì đó là những cái sản phẩm mà là ngã ba lẻ một xíu, hoặc là những cái sản phẩm nó ở quá sâu. Thì clip này Tâm giới thiệu anh chị những cái sản phẩm mà nó không lối mà có giá rất là mềm. Nhà phố và liền kề nó chỉ loanh quanh khoảng 11, 12 triệu thôi. Với diện tích nhỏ, đây là một cái giá nó cũng giảm đâu đó khoảng tầm trung bình là khoảng 10%. Thì đầu tiên là giới thiệu anh chị chỗ này là có 4 nền, là theo cặp, mỗi cặp là 2 nền. Giá của cái nền này chỉ có 11 triệu một mét thôi. Nhà phố mà 11 triệu nha anh chị. Nên tâm nói rất nhiều anh chị đi đầu tư ở khu vực này mà mua những cái giá 14, 15, 13 gì đó ở đường 12 mét thì nó rất là cao. Tất nhiên những giá này thì nó cũng đã có điều chỉnh giảm một ít. Nhưng mà dặn rao cũng khoảng 3 tuần rồi, chưa giao dịch được. Thì nếu anh chị nào quan tâm thì mua cái cặp này thì tâm thấy nó cũng hợp lý. Là 112,3 mét vuông mỗi nền, ngang 5 mét. Đây là sổ của nó anh chị. Đây, hai cuốn. Đây là đất thực tế của hai cái nền này. Là hạ tầng nó đầy đủ, nhưng mà cơ bản thì nó tương đối là vắng. Và khu vực này thì là chưa có nhà, nó là đơn vị 3 của xây dựng Hà Nội. Nói chung là nó thoáng mát nhưng mà cây cối không. Anh chị mua thì Tâm cũng nhấn mạnh rất là nhiều, đây là một sản phẩm đầu tư đầu cơ. Nhưng mà nó lại là thổ cư và giá nó cũng tương đối là ok. Còn đây là cái nền liền kề. Cái nền này thì Tâm cũng có đăng ở Zalo. Nền này là 6 x 20, một cái diện tích nó rất là đẹp. Và ở khu vực cũng có dân mà người ta bán, chủ người ta bán cũng giá đâu đó chỉ khoảng 11 triệu rưỡi thôi anh chị. Nền liền kề này thì nó cũng như nhà phố thôi anh chị, nhưng mà nó lại thiết kế là ngang 6 x 20 thì nó đẹp hơn. Đối với quan điểm của Tâm thì nếu mà anh chị ráng thêm tí như thế này thì nền này thì có khác gì nền nhà phố về tầm tiền anh chị. Nhưng mà anh chị có cái bề ngang thêm 1 mét, hay là loại liền kề ngang 7 mét, loại song lập ngang 7 mét thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Thiết kế nhà nó cũng thông thoáng hơn rất là nhiều. Và tất cả những sản phẩm này là đều không bị lỗi gì hết và nó có sẵn sổ. Nền này thì cũng chào đâu đó khoảng 3 tuần rồi, chưa giao dịch được. Thì cỡ 1 tỷ 3 năm là chủ bán ngay thôi. Tâm lý có khả năng anh chị thương lượng thêm. Đây, cái nền này là nền 108 m2 anh chị. Nó hơi lẻ thôi xíu. Diện tích là ngang 6 m. 6 x 18. Nền này thì mặt sau đường Huỳnh Thúc Kháng. Nền này thì cũng giao dịch đâu đó loanh quanh. Giá chào là 1 tỷ 3. Nhưng mà thương lượng thì tâm lý cũng bớt là dễ giao dịch, nhưng mà cũng rao đâu đó khoảng chục ngày rồi. Thì anh chị nào quan tâm ở khu vực mà nó gần những cái tuyến đường lớn phía sau ấy, nó có xe đi lại ấy, thì có thể quan tâm lên này. Ngang 6 thì nó cũng tương đối là đẹp đối với một sản phẩm nhà phố của Hút nhóm 3. Khu vực này thì hiện tại nó phía trên thì nó cũng có hai cái nhà đang xây, còn phía dưới này thì nó nhìn chung thì nó cũng vắng, nhưng mà anh chị có thể nhìn nó thoáng và nó có dân đi lại ở đường Huỳnh Thúc Kháng, đường D9 này chị, 47 m ấy, thì nó nhìn nó cũng tương đối là đỡ hơn so với các cái vị trí sâu bên dưới của nhóm 3 này, hay là nhóm 2, hay là nhóm đơn vị 2, đơn vị 3 của xây dựng Hà Nội. Thì nếu mà tính chia ra thì nền này cũng chỉ 12 triệu thôi. 12 triệu, và còn tâm lý là còn thương lượng khá. Thì anh chị nào quan tâm đầu tư thì inbox cho Tâm, những sản phẩm này đều sẵn sổ hết. Thì đây là Tâm lấy ra một vài sản phẩm thôi, chứ còn thực tế là còn khá nhiều sản phẩm nó cũng tương tự như thế này, và thậm chí là rất nhiều sản phẩm đã giao dịch với giá rẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì anh chị biết là những cái nền giá rẻ thì những anh chị nào đặt hàng trước thì sẽ được giới thiệu trước. Và như ví dụ là những cái nền mũi tên đen này, những cái nền này là nền ngã ba, thì hiện tại chào thì cũng không giao dịch được, 100 mét giá trị của 870 thôi, coi như 850 là sẽ bán nhưng mà không giao dịch được. Hay là xây dựng Hà Nội nó cũng chỉ có 800 đến 900 cho diện tích từ 92,5 cho đến 97 mét, 100 mét nếu mà lẻ ngã ba. Thì đó là những cái giá mà tâm nghĩ là hợp lý đối với anh chị nào mà mình không muốn ráng thêm tiền để mình mua, mình có một khoản tài chính đâu đó chỉ 8 900 triệu thì mình lựa chọn những sản phẩm đó cũng được. Còn nếu những anh chị đầu tư thì tâm nghĩ
nên mua những sản phẩm nó nếu có lẻm thì lẻm ít thôi, nhưng cơ bản thì mua những sản phẩm nó không lỗi thì nó vẫn dễ thanh khoản. Còn khi mà thị trường mà nó sốt ấy, thì những cái sản phẩm lỗi hay không lỗi thì cái giá nó mềm xíu là cũng có người lấy thôi. Còn ở giai đoạn này thì rõ ràng là thị trường nó chậm lại rất là nhiều rồi. Trên thị trường giá nó giảm bình quân là 10%, còn những cái sản phẩm mà cá biệt có một sản phẩm thì tâm thấy giảm tới 15%, và một số những sản phẩm mà chủ đang bán ra để kịp trước cái ngày 1 tháng 8 luật đất đai ấy, thì họ hạ lên tới 15-20% rất là nhiều. Thì những sản phẩm đó thì giá mà rẻ sâu ấy, giảm sâu ấy, thì tất nhiên là sẽ giao dịch được ngay và công chứng luôn. Thì những anh chị chủ thì người ta cũng thu được tiền về. Thì đối với cá nhân Tâm thì trong giao dịch bất động sản thì cái việc mà giảm thêm 5%, 7% mà để bán ngay và công chứng ngay ấy, nó rất là phù hợp và hợp lý cho cả hai bên mua và bán. Thì rất nhiều trường hợp mà Tâm nói rồi, ở khi thị trường giảm ấy, những anh chị chủ người ta gọi là khôn ngoan mà không căn ke sau đó ấy, thì những người đó người ta bán nhanh, người ta giảm nhanh, người ta bán ấy, thì người ta lại thu được tiền về nhanh hơn này, để làm việc khác này. Thứ hai là sau đó giá nhiều khi nó còn giảm mạnh hơn. Thành ra là những người đó mới là những người Tâm nghĩ là khá là khôn ngoan trong những cái giai đoạn thị trường nó giảm ấy. Còn tất nhiên ở giai đoạn này thì thị trường giảm và chậm rồi, nhưng mà cơ bản thì nó cũng không thể mà nó giảm sâu như 2023 được. Nên những anh chị nào mà đã quan tâm khu vực này thì Tâm nghĩ cũng nên xem xét mà trả giá và xuống tiền. Tất nhiên đi mua là phải anh chị phải xem xét lại giá, phải nhìn tổng thể của khu vực. Tốt nhất là nếu anh chị mà xây dựng được cái bản đồ giá của dự án ấy, thì nó ok nhất. Còn nếu không là anh chị rất dễ mua hở. Tôi biết rất nhiều anh chị mà ở giai đoạn tháng 4, tháng 5, giai đoạn mà thị trường nó giao dịch mạnh và giá nó tăng mạnh, khu vực này thì tăng 50% từ đáy 2023 rồi. Thì thành ra là rất nhiều anh chị vào mua ở giai đoạn đó thì mua cao hơn thị trường rất là nhiều. Thậm chí Tâm nói là 15% luôn. Có những cái tuyến đường lớn mà đường 26 m Tâm thấy có nhiều người mua cao hơn 20%. Thành ra là coi như là bây giờ là lỗ tương đối là nhiều đấy. Đó là một số lưu ý anh chị khi đi đầu tư, đặc biệt ở giai đoạn thị trường nó tương đối là sôi động thì anh chị phải cẩn thận. Đây tiện cái hình này thì Tâm lưu về Tâm đăng ở cái bài post, thì đây là một cái thông tin nó rất tích cực cho cả môi giới, những anh chị mà có chứng chỉ nghề và đơn vị môi giới làm việc công ty ấy. Và thứ hai là nó đảm bảo cho khách hàng, những anh chị mà đi mua đất hay là những anh chị giao dịch, những người chủ đất mà giao dịch mua bán ấy, thì những cái người môi giới mà có những cái chứng chỉ hay là nó có những cái thông tin rõ ràng chứng chỉ môi giới ấy, thì nó sẽ đảm bảo quyền lợi anh chị và họ cũng có những cái vai trò trách nhiệm nó rõ ràng hơn đối với anh chị, chứ không có những cái tiêu cực ở trên thị trường. Tâm lý nó sẽ giảm đi đáng kể và hy vọng rằng hội môi giới cũng như là luật nó sẽ siết về cái vấn đề này. Đó là clip này thì Tâm giới thiệu cho anh chị một vài sản phẩm tương đối là ok và giá mềm để anh chị mình tham khảo. Thì tất cả đều anh chị đều có thể thương lượng được hết. Nếu anh chị có nhu cầu mua bán bất động sản, đất nền, khu vực hút xây dựng Hà Nội, các dự án xung quanh và ở Nhân Trạch thì anh chị có thể inbox cho Tâm theo số điện thoại 0901 385 928. Cảm ơn anh chị.